thông tin tiếp theo có lẽ sẽ là một tin vui hơn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Đó là một hệ thống phần mềm giúp bảo vệ những chiếc điện thoại thông minh khỏi tình trạng nhiễm virus độc hại đã được các chuyên gia an ninh mạng Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng. Phần mềm có tên gọi BKV Mobile Security được trang bị công nghệ quét thông minh Smart Scan, cho phép phát hiện và diệt các loại virus mới nhất mà không cần cập nhật mẫu nhận diện, đặc biệt là các loại virus tự động gửi tin nhắn tới đầu số tính phí. Phần mềm hiện là ứng dụng bảo vệ smartphone duy nhất trên thế giới, đã đăng ký cấp bằng sáng chế độc quyền, có khả năng tự động chặn tin nhắn rác hiệu quả dựa trên công nghệ lọc thông minh Smart Filter. Phần mềm còn triển khai tính năng BKAV Safebox, theo đó các thông tin nhạy cảm trên điện thoại gồm tin nhắn, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, hình ảnh, video sẽ được gom vào hộp an toàn để ngăn chặn việc lọt dữ liệu cá nhân. Hiện đã có hơn 1,5 triệu người dùng smartphone cài đặt BKAV Mobile Security từ kho ứng dụng Google Play.